Lời đầu cho em xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chơi audio trên mọi miền Tổ quốc. Qua đây thì em gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bác khách đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em trong suốt thời gian vừa qua, cũng như là các bác đã thường xuyên theo dõi, ủng hộ, đăng ký, like, share kênh YouTube của em ngày càng phát triển. Và em cũng cảm ơn tất cả các bác đã có kinh nghiệm chơi audio và truyền đạt kinh nghiệm đó cho em. Thì hôm nay là ngày 27 tháng 2 thì em tiếp tục giới thiệu đến các bác một chiếc đầu đĩa của hãng Onkyo với model là C200. Chiếc đầu này thì là sở hữu size 43 các bác nhé. Chiều cao của nó là 9 cm và chiều sâu của nó là 32 các bác nhé. Mặt phay nhôm màu vàng chanh nhạt các bác nhé. Đấy. Nó sở hữu hai con giải mã PCM56P. Và mặt đọc của Sony rất dễ là thay thế và không kén đĩa các bác nhé. Thì em sẽ quay về phần ngoại hình của em nó cho các bác xem. Về thì hình thức ngoại hình của em nó còn rất là mới luôn. Đấy, các bác ạ. Mặt mũi không một vết cháy xước gì luôn. Đấy, con Onkyo Liverpool rất là đẹp các bác này, đồng màu quá còn rất là đẹp. Phím bấm chọn bài bên xong này, tua chọn bài tạm dừng. Đấy. Thì về thì phần trên này thì có chày đấy không nhá. Đấy. Và cái phần góc bên đây có một cấn nhẹ góc đây và còn sức nhẹ đấy, thì rất là đẹp nhá. À, móp gì cả nhé, mới luôn. Mặt sau của nó đây, đây model nó C200, điện 100V, công suất tiêu thụ của nó 17W các bác nhé. Nó có sơ chi máy là 29070008153. Đấy. Đường cổng quang đây. Màu đỏ hoạt động bình thường, rồi đường cu xoan đồng trục đây các bác này. Đấy. Sau sáng bóng luôn, đây là đường analog các bác nhé. Đấy. Rất là mới. Em sẽ mở cái phần nội thất của em nó để cho bác xem. Thất của em nó còn rất là mới các bác nhé. Tủ này là tủ toàn tủ dùng tủ lọc của hãng Lichicon cao cấp các bác nhé. Đấy. Tủ dành cho những cái thiết bị âm thanh cao cấp. Lichicon và Ela. Đấy, là những cái dòng tủ cao cấp. Cơ có chắc chắn êm ái các bác nhé. Đã theo còn rất là mới luôn. Đây, nó chạy hai con giải mã PM56 này các bác này. Đấy. Đấy. Thì để trước khi em test cái phần mắt đọc cũng như là các chức năng hoạt động của em nó, thì con nào chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh giúp em và cho em xin một like để kênh này đang phát triển các bác nhé. Hôm nay thì em test bằng cái đĩa Follow là đĩa thông dụng hiện nay thị trường bán tầm 30.000 trở lên các bác nhé, tùy người sao chép là lại gọi được đĩa lòng xanh. Đấy. Thì này là của ca sĩ Anh Tú hải ngoại các bác nhé. Em thích cái dòng CD của hải ngoại các bác ạ.
Đấy, nhận bài ngay các bác ạ, rất là nhanh. Các bác hãy đeo tai phone vào nhé.
anh vẫn mơ về em, muôn kiếp không hề quên. Và một đêm em bỗng đến, mình gặp nhau trong cõi mơ, ôm ấp em vào tay cho nỗi đau nhẹ vơi, nụ hôn em môi bốc cháy để tình đôi ta sống mãi. Ánh mắt ấy đã cuốn hút ta thiết tha, và một thời tình yêu trai sang âm như đang mơ. Những đêm anh du tơ cất tiếng hát em khẽ sầu tình vào cõi mơ. Vãng ấy với tháng năm vẫn lướt trôi, năm người tình duyên đến với lứa đôi có thế thôi. Bóng em chôn trong tim những nỗi đơn cao du mềm, lòng sầu khó quên. Anh vẫn mơ về em, muôn kiếp không hề quên. Chẳng buồn em vui bên mới, chẳng buồn chi em dối gian. Anh khát khao gặp em trong cõi mơ từng đêm, để tâm tư với nỗi nhớ, tình buồn thương còn vấn vương. Ánh mắt ấy đã cuốn hút ta thiết tha, và một thời tình yêu trôi sang xin phép dừng video kết tại đây. Chiếc đầu này em bán với giá là 1,4 triệu đồng, bao phí ship toàn quốc khi các bác chuyển đủ tiền nhé. Thì bác nào có nhu cầu thì liên hệ tiếp em với số máy là 0907 223 269 các bác nhé. Số điện thoại em để trên bài đăng, cũng như địa chỉ của em thì em để trong phần mô tả. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video lần sau.